Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn nha các bạn. Hôm nay thì mình có một cái hành trình khá là dài từ đảo Lý Sơn về cảng Sa Kỳ, và sau đó thì mình bắt đầu di chuyển bằng ô tô về thành phố biển Quy Nhơn các bạn. Và hiện tại đang là gần 7 giờ tối ở thành phố biển Quy Nhơn rồi, thì mình mới bắt đầu clip ngày hôm nay được. Tại vì ngày hôm nay mình tập trung chạy xe để đưa tỏi Lý Sơn về Sài Gòn. Và cái điểm dừng đầu tiên của anh em mình đó là thành phố biển Quy Nhơn. Ngày mai thôi, khi mà các bạn đang xem clip này thì mình sẽ có một ngày cuối cùng để từ Quy Nhơn đưa tỏi Lý Sơn về Sài Gòn các bạn ơi. Thì không biết là có mặt tại đây thì bạn Diễm cảm thấy như nào bạn Diễm? Đặc biệt là hôm nay là mình có một cái hành trình lênh đênh trên biển để về với đất liền. Xin chào cả nhà nha. Thật sự đứng tới đây là Diễm cảm giác hơi thở phào nhẹ nhõm các bạn ơi. Tại vì một cái hành trình vừa qua thì mình mừng vì đã hoàn thành tốt đẹp khi cho chuyến đi Tây Bắc, Đông Bắc. Và cái quan trọng hơn hết là bây giờ đã có thể là thực hiện cái mong muốn hoàn thành, đó là đưa tỏi Lý Sơn về cửa hàng hải sản Phan Diễm, gần chạm đích. Gần chạm đích ở đây là các bạn biết xong, xe của hải sản Phan Diễm ấy là đang chở mấy trăm, gần một ngàn ký tỏi, là đi xe mà các bạn biết là cái trọng tải của nó là thứ nhất vừa phải, thứ hai nữa là xe cũng già yếu rồi nên là chạy rất là chậm, mà mình chờ nãy giờ gần một tiếng đồng hồ luôn. Đúng rồi. Mà xe vẫn đây đây, chiếc xe này các bạn là chạy theo chiến mã của anh em mình là không kịp. Tại vì xe mình là cứ chạy trung bình là 80-90, có khi 120. Nhưng mà cái xe này các bạn này là chạy với một cái tốc độ là 5-60 thôi. Tại vì xe nhỏ mà chở gần full tải rồi. Đây là em xe thì bình thường ở Sài Gòn thì sẽ tận dụng để chở là chở camel. Nhưng mà lần này thì đi ra cho ra Quảng Ngãi chơi luôn các bạn để chở tỏi. Thì phải nói là nhìn mình thấy là kiểu cũng thương em xe. Nó cũng kiểu là nó rất vất vả bạn đi. Từ Sài Gòn như Diễm nói hôm trước là từ cửa hàng của Phan Diễm từ 3 giờ chiều mà chạy tới 11 giờ sáng ngày hôm sau là mới tới Quảng Ngãi. Rồi bây giờ không biết hành trình là ngày mai về Sài Gòn nữa này. Thực sự là bây giờ nhìn chiếc xe này mình có cảm giác rất là đáng yêu các bạn ạ. Đây. Khi mà mình hỏi anh Hải Dâu Camel là mình có ý định là chạy chiếc xe này một hành trình khoảng gần 2.000 km thì có được hay không, thì cái câu đầu tiên anh Hải Dâu nói mình là không được đâu em ạ. Nhưng mà sau đó là mình vẫn quyết định cái hành trình này một cách gấp rút luôn. Khi mà mình tới Quảng Ngãi rồi thì mình mới quyết định là gọi xe từ Sài Gòn ra. Mà chiếc xe này là tới ngày hôm nay là vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Diễm cảm giác là cái em xe này rất là có duyên với Phan Diễm. Khi mà về với Phan Diễm thì Diễm là tận dụng rất là nhiều đơn hàng bia camel, là đơn lớn luôn. Và cái thứ hai nữa là mình cảm giác là kiểu nó bé bé cưng cưng á các bạn. Thì cũng phù hợp để mà mình đi. Thứ nhất là để quảng bá luôn. Đây, tại vì trên xe này thì ngoài camel ra là có ghi cổ hủ dừa của Phan Diễm này, rồi hải sản của Phan Diễm này, số điện thoại 0981128578. Để mình mở thử xem là số hàng tỏi của anh em mình là như thế nào rồi. Hôm nay là mình chạy khoảng 200 km. Có mệt không anh Tú? Sợ xe mệt thôi. Sợ xe mệt thôi. Đây là... Xe này là trọng tải là 950 kg, nên là mình cũng không có chở quá nhiều được các bạn ạ. Nhìn thế này thôi nhưng mà rất là nặng nha. Đấy các bạn thấy là mở ra một phát là mùi thơm của tỏi là ngào ngạt các bạn. Thì các bạn biết là do cái kịch sàn thùng ở trên này này thì nó có thể là đựng nhiều hơn nữa, nhưng mà liên quan tới trọng tải cho nên là mình phải chất vừa đúng cái trọng tải. Với cả là cái thứ hai nữa là mình là có hai anh là kim của cửa hàng hải sản Phan Diễm mà chở nhiều quá là Diễm không biết là đi thời gian sẽ rất là lâu và vất vả cho mọi người nữa, nên là mình lấy vừa phải. Mà trên cái xe này có một cái bao đặc biệt, đó là bao tỏi cô đơn. Đây, bao này nè anh Dũng này. Bao này đúng không ạ Diễm? Đúng rồi, bao này là các bạn thấy mình đi một cái hành trình mình tìm hiểu rất là nhiều nhà, nhưng mà Diễm chỉ có được bao một bao này là tỏi cô đơn thôi. Và khi mà video lên thì Diễm nghĩ là đơn của tỏi cô đơn chắc phải là gần một nửa rồi đấy. Đó. Tức là khi mà các bạn đang xem clip này, nếu như muốn mua tỏi cô đơn phải nhanh nha các bạn, thì phải đặt trước đi. Tại vì hiện tại là mọi người đã đặt gần một nửa rồi, có mấy chục ký tỏi cô đơn thôi. Nhưng mà mình nói chia sẻ thật, khi mà Diễm đang đứng ở đây thì mình cảm thấy đi như thế mình mới hiểu rõ cái giá trị của cái tỏi Lý Sơn nó như thế nào. Và mình thấy rằng cái việc mang tỏi Lý Sơn dù vất vả nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng luôn, để có thể là trao tay tới khán giả của kênh Phạm Dũng. Mà quan trọng là lần này mình gặp rất nhiều cô chú, anh chị ở trên đảo Lý Sơn mà cực kỳ chân chất, thật thà, vui tính và yêu quý team Phạm Dũng. Nên là sau cái lần này thì khi mà cần thì mình cũng có thể là gọi cô chú gửi vào cho mình được. Hiện tại thì các bạn xem video thì cũng nhớ là cô Mười đấy,
là cô Thu. Cô Thu. Cô Thu là hiện tại là Diễm và cô Thu là có mối quan hệ khá là khăng khít rồi. Diễm là đã mời cô là đi đám cưới của Phan Diễm sắp tới đây. À, và cái thứ hai nữa là sắp tới đây thì cô là người cực kỳ kỹ tính và có uy tín ở cửa ở Lý Sơn luôn. Vậy là có kinh nghiệm về tỏi nữa. Mặc dù nhà cô chỉ có khoảng 300 kg, ngày đầu tiên là cô đã để lại cho Diễm 100 kg, cô bảo là 200 đó là từ từ mới bán xong rồi chừa để làm giống. Mà trưa nay á là Diễm năn nỉ cô lấy thêm 100 kg của cô Thu nữa. Chung là cô dễ thương nên là có cô Thu ở Lý Sơn là cô sẽ làm cái nhiệm vụ mà kiểm hàng và đưa vào cho Phan Diễm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tạm để bạn xe đây nghỉ đi. Tại vì mình lựa chọn ở cái vị trí này là do ngay tại đây là công viên ven biển là một, và thứ hai nữa là có phố ẩm thực. Đấy. Và mình có thể rất là tiện lợi vừa ngắm biển mà vừa được thưởng thức món ngon của Quy Nhơn. Thời gian mình có mặt ở đây thì không nhiều nên là mình phải làm sao nó tiện lợi nhất. Anh Tú với anh Bốn là cứ uống nước ngọt đi. Nước ngọt Camel là có để sẵn ở trên xe rồi. Bia cũng có nhưng mà anh em mà lấy xe thì không uống bia. Uống nước ngọt xong rồi anh em mình đi ăn. Anh qua nhà hàng bên kia đi. Còn em đi ăn quán vỉa hè đây thôi. Chi phí thì cứ ghi vào cho em thôi. Mọi người cứ đi vòng vòng chơi nha. Đây. Phải nói là khi mà mình ngồi trên xe gần 200 cây số như vậy nãy giờ cảm giác cũng khá là mệt, nhưng mà bước xuống cái biển này ven biển là mình cảm giác nó thoáng, nó nhẹ nhàng lắm. Mà các bạn biết là Quy Nhơn là một trong những thành phố biển cực kỳ đẹp và tự hào của Việt Nam mình luôn. Nên là mình tới đây á, mùa hè là Lý Sơn cực kỳ đông khách nha các bạn, khách du lịch đi. Ở đây là có một dạng cà phê mà ngồi trên bãi cát luôn các bạn này. Đấy, vừa ngồi trên bờ cát ven biển và vừa uống một ly cà phê ngắm bầu trời sao. Nếu mà ngồi ở đây vào cái đêm có trăng thì càng tuyệt vời hơn nữa. Dũng ơi, trăng hơi bị to luôn cái này. Đây này. To, rất là to. Tại vì nhìn qua máy quay thì có thể là các bạn không rõ, nhưng mà phải nói là ngồi đây mà ngắm trăng với lại là hoàng hôn là cực kỳ đẹp luôn. Mà các bạn thấy là Diễm thích nước cái vỉa hè đường biển của Quy Nhơn. Tại vì sao là thoáng, đẹp. Và cái quan trọng hơn là ánh sáng á. Người ta thiết kế đèn này kia rất là nhiều để mọi người vui chơi tập thể dục luôn các bạn ạ. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển đi bộ một chút đi. Để mình đi lại phố ẩm thực đêm Quy Nhơn. Ở đây là mọi người phải nói là có một cái không gian ven biển tuyệt vời đấy bạn Diễm ạ. Rất là hiện đại nha, nhưng mà lại không quá đông đúc khách du lịch. Mà mình cảm giác là phần lớn là người dân địa phương thôi. Các bạn nhìn này, sóng biển này. Mà nói là cái không gian phần cát ở đây này rất là rộng để cho mọi người vui chơi ấy. Khi mà đã có mặt tại đây rồi và hiện tại là đang ôm một số lượng tỏi rất là lớn như vậy thì bạn Diễm suy nghĩ như nào bạn Diễm? Nói thật với các bạn là Diễm có một chút lo lắng. Ban đầu Diễm nghĩ là mình không có kinh nghiệm, với lại Diễm không biết là mình mua về nhiều như vậy thì tại vì đi theo xe các bạn thì mình mang về số lượng rất là lớn, gần 1000 kg. Sợ không biết bán hết luôn. Thì đó là tâm lý đầu tiên thật sự luôn. Nhưng mà mình nghĩ là thật sự là mình đã dành hết tâm huyết, công sức, sự vất vả, mọi thứ để đi trực tiếp ra Lý Sơn này, cho xe ra để chở từ Lý Sơn mang về cửa hàng Phan Diễm. Mà tỏi Lý Sơn là một sản phẩm cực kỳ giá trị, về cái giá trị trong cái củ tỏi. Cho nên là Diễm nghĩ nếu mà ai đã thích tỏi này, cần tỏi thì không có lý do gì mà không liên hệ với Phan Diễm hết. Nó là cái động lực rất là lớn để Diễm tin rằng sẽ nhanh hết và có thể lấy thêm nhiều hàng nữa. Tổng sản lượng tỏi của Lý Sơn sau khi phơi khô nó vào khoảng 2-3 ngàn tấn, theo cái ước tính trên báo chí cũng khá là lâu rồi, nhưng mà không biết là năm nay khoảng bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ nó cũng đâu đó khoảng 2-3 ngàn tấn thôi. Thì với cái số lượng đó thì quá ít ỏi so với nhu cầu sử dụng tỏi, tại vì tất cả các người dân Việt Nam mình gần như là ai cũng cần đến hành tỏi cả. Đúng rồi, hành tỏi. Mà các bạn biết là cái đi lần này á bạn thì làm cho Diễm hiểu rõ hơn về cái tỏi cô đơn của Lý Sơn. Tỏi cô đơn của Lý Sơn thực sự không nhiều như Diễm nghĩ từ trước giờ. Mà các bạn thấy là mình đi thì mỗi nhà chỉ có khoảng từ 3-5 kg là hết đát luôn đó bạn. Nên là cái số lượng tỏi cô đơn đó thì mình tin chắc là nó sẽ hết rất là nhanh. Hết một vài ngày luôn. Về Sài Gòn sẽ hết thôi. Chỉ là cái tỏi Lý Sơn mà tỏi tép bình thường ấy, nhiều tép ấy, thì số lượng nó hàng ngàn tấn ấy, thì khán giả nhu cầu tới đâu mình sẽ phục vụ tới đó. Và mình nếu như thực sự là mọi người cần nhiều và có nhu cầu nhiều thì mình sẽ còn tiếp tục quay trở lại đảo, ghi nhận tận nơi tận chỗ lấy đem về bán để các bạn yên tâm.
hôm nay rất nhiều người hỏi nhờ Diễm mua giùm cái rượu mà ngâm tỏi cô đơn. Thật ra thì cái tỏi đó là không có bán các bạn ơi. Nhưng mà các bạn mua cái tỏi cô đơn về các bạn tự ngâm rượu thì nó cũng sẽ rất là tốt. Ở dọc ven biển của Quy Nhơn nha, mình thấy là trưng bày rất là nhiều cái tượng đá nha. Bày đôi cực chỉ. À, Quy Nhơn Bình Định thì có võ rất là nổi tiếng luôn. Võ Tây Sơn. Phía bên đó ngoài tít xa 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 kia là các bạn có thấy là cái dòng chữ rất là đẹp, gần ráng tiên xa. Bây giờ mình đi vào phố ẩm thực đi. Thực sự là mình thấy ghen tị với người dân Quy Nhơn các bạn. Tại vì mọi người có một cái không gian ven biển đó, quá đẹp luôn. Đây, mọi người còn đang ngồi thiền được nữa kìa. Đấy, đang ngồi thiền đấy. Các cô là đang ngồi thiền. Còn bên này là các em có một cái không gian để cho trẻ con vui chơi nữa này. Ở Quy Nhơn thì rất nhiều khách sạn lớn các bạn. Chỗ nghỉ là không thiếu nha. Rồi món ăn thì Quy Nhơn là cực kỳ nhiều đặc sản luôn. Mà lại giá rẻ nữa. Nhiều đến mức mà nhiều khi là cũng hoang mang không biết ăn cái gì nữa. Đây, phố ẩm thực Quy Nhơn. Mọi tuyến phố ẩm thực Quy Nhơn thì nó đều chạy dọc theo cái tuyến ven biển này. Và theo như mình tìm hiểu nha các bạn, là Quy Nhơn có khoảng gần chục phố ẩm thực. Cái số lượng phố ẩm thực ở đây có khi là còn nhiều hơn Sài Gòn nữa. Chứng tỏ đây là một thành phố về món ăn các bạn. Thiên đường ẩm thực. Đây, phố ẩm thực Quy Nhơn. Đây có một cái mạch bộ này. Mình cũng khá là hồi hộp đó các bạn ạ. Tại vì đây là lần đầu tiên mình review một phố ẩm thực ở Quy Nhơn. Đây, đã tới rồi. Bây giờ là đi tìm đồ ăn ngon trong này nha các bạn. Bạn Diễm bây giờ mình rất là hiểu cái nỗi lòng của bạn Diễm nha. Vừa muốn đi chơi, muốn đi quay mà lại vừa muốn nhanh về Sài Gòn. Nhưng mà thực sự là cái nhiệm vụ với khán giả kênh Phạm Dũng lúc nào cũng là cái nhiệm vụ quan trọng nhất. Nói chung là cũng mệt các bạn. Thế là cũng phải mình nói với Dũng là tranh thủ về Sài Gòn. Thứ nhất là Diễm cũng rất là nôn về cửa hàng để coi hàng hóa này kia thế nào. Cái thứ hai nữa là sắp tới đây mình lại còn những cái hành trình rất là dài hơi các bạn ạ. Đây, đây là cái khu vực mà đỗ xe nha các bạn. Sau khi mình đi qua cái hàng rào này thì mình chính thức bước vào phố ẩm thực. Thấy mùi thơm của đồ nướng này. Ồ, ở đây là mình thấy một quầy hải sản này này. Đã thấy hàu nữa. Cái con ốc kèn. Con này là ốc gì đấy chị nhỉ? Con này là ốc gì đấy chị? Dạ, ốc muỗng. Ốc muỗng hả? Ốc muỗng ạ. Nó đang còn sống đúng không chị? Dạ. À. Bao nhiêu một con chị? Đó tùy mắng cân á chị. Diễm thấy con này khá là lạ này các bạn, hình dáng nó cũng đẹp nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ đi dạo dạo một vòng đi xem là mình sẽ thưởng thức món gì ở đây. Hôm nay là thứ 3 hay thứ 4 gì các bạn Diễm ạ? Thứ 4 anh Dũng ạ. Mà mình có một cái cảm giác là có cái nét gì đó hơi giống giống với lại chợ đêm Hồ Thị Kỷ các bạn ạ. Rất là gọn gàng sạch sẽ bạn Diễm ạ. Ở đây mình thấy có một quầy bánh xèo. Chắc là mình sẽ thưởng thức bánh xèo trước. Hello, chào em gái, chào các bạn con YouTuber con của em. Bây giờ mình ra Quy Nhơn. Chào người đẹp. Em ra Quy Nhơn thường xuyên luôn. Em tên gì quên mất rồi. Vậy mà bà Diễm xuyên giận luôn. Chị quên, chị mà đi ra Quy Nhơn nè. Dạ. Tốt nổi tiếng như từ dưới Sapa TV. Dạ. À, cái này là quầy của mình đấy ạ. À? Bánh xèo là nhà mình. Ồ. Dạ. Chè Sinh Tố cũng nhà mình luôn. Quán số 22 nha các bạn. Đây. Bánh xèo cô. Chương trình anh đi bên chỗ Hồng Dũng không? Ủa, chỗ Hồng Dũng không? Dạ đúng rồi đây Phạm Dũng. Hồng Dũng không? Phạm Dũng đây cô ạ. Rồi. Ơi. Rồi anh Dũng ơi, cái bánh xèo này quá trời mực luôn này. Đây là cô đang tráng cho khách nha, cô tráng sẵn. Dũng em Dũng sao lên TV thay thấy đeo phòng trai đô con hoa không tổ dữ. Dạ. Cái giờ ốm dở rồi lên TV. Bữa giờ đi nhiều quá nên là ốm ạ. Dũng chương trình rồi. À đúng rồi, sắp tới á. Bên này á.
Khi mà về với Bình Định là một trong những món nên thưởng thức nhất và phải thưởng thức, đó là bánh xèo Bình Định các bạn. Đúng rồi, nhưng mà gà, vẫn trần trần gà được anh đồ ẩm thực nhớ nhắc này à. Cô ơi, nhưng mà sao con hỏi là sao bánh xèo nhà mình mà cắt cái khoanh mực nó bự thế cô? Vậy mình bán bó lò, mình bán bó lò không mực, bán ra rẻ. Bao nhiêu một cái? 25. 25 ngàn một cái này. Ừ, mực bánh bự chưa? Chắc là chỉ có có về Quy Nhơn thì mình mới ăn một cái bánh xèo mà mực nó căng đầy mà nó to như thế này. Mực là to. Mực to này. Có cả bò nữa. Mực to này chỉ cắt ra là mực to như này. Này. Đây là mực. Mực này này. Đây này mực to, đây là mực lá này, đây là cắt ra này. Mực to cắt này. Tươi chưa? Còn mực lá đây là con mực to nhất mà mình từng ăn bánh xèo đó các bạn. Đây mực to này mình cắt ra. Con thấy bình thường người ta chỉ cắt chút à, nhỏ nhỏ. Nhưng mà cô bán này to và rẻ tay. Cô là không bán thì thôi nhưng mà bán là chỉ tầm 3-2-3 lát như vậy các bạn. Thế thì bây giờ con nhờ cô là cho con mỗi loại bánh xèo hai cái. Hai cái rồi. Dạ. Hai tô hai mực hai bò rồi. Hai tô hai mực hai bò. Hai bò rồi. Trời ơi trời. Bất ngờ Quy Nhơn. Này, vừa mới vào là đã gặp khán giả là mừng nè các bạn. Ê, khả năng là chắc bán hết tỏi vậy. Rồi mới đi Quảng Hải về. Đi hả? Dạ. À, dẫn từng đẹp gái vô đây. Đẹp gái không cô? Đẹp gái lên chương trình đẹp nói hay. Nhà mình là bán từ mấy giờ cô hả? Mình bán từ khoảng 9-10 giờ mình đã bán rồi. Dạ. 9-10 giờ sáng hả? 9-10 giờ sáng. Thơm quá. Sao có cái mùi gì giống mùi chả lá lốt quá. Trời ơi, cái khoanh. Cái này là trứng cút hả cô? Cái này là trứng cút. À, trứng cút. Ôi, thơm này. Thanh dẫn chưa? Cái này có 25 hả cô? 20. Cái này 20, cái này 20. Chứ mực là 25 thôi. À, mực là 25. 25. Bình thường là 20. 20. Wow. Nó tươi mà nó căng ra luôn. Cái căng nó còn cũng một cái điện luôn. Cái này là 25 ạ. À. Cái này 25. Mực 25. 25. Cái này là ăn mực chứ không phải ăn bánh xèo nữa các bạn. Mấy phút là chín một cái cô? Có 2 phút mấy. 2 phút mấy. Hai cô, con thấy là cô hình như là ưu ái con là cho cái đuôi này bự này. Rồi, bự. Không, con muốn công là ghé đây đầu tiên luôn các bạn ạ. Mực này nó cũng nhanh chín luôn ha. Nhanh chín lắm, mực này là nhanh chín, hấp là chín từ tỉnh rồi. Ai để đâu quả anh đang ở đâu? Đây, cái này là 20.000 một cái. 20.000. 5 con tôm. 5 con tôm. 5 con tôm. Nhà mình là bán bánh xèo lâu chưa cô? Lâu rồi, bán 20 năm. Lâu rồi, bún phở đồ bánh xèo. Bánh xèo thì nói chung 8-9 năm rồi, bún phở thì mấy chục năm rồi. Nhưng mà cô cho con hỏi là cái phố ẩm thực của mình ở đây là đã hình thành một phố ẩm thực là bao nhiêu lâu rồi cô? Cũng mới đây thôi, mới đây. À, cũng 7 năm chứ, cũng 6-7 năm chứ. 6-7 năm. 6-7 năm. Rồi. Nhưng mà con chưa đi một cái phố ẩm thực nào mà cảm giác là nó thoáng như ở đây cả. Đúng rồi. Rộng lắm. Cô ơi, cô có định làm một chi nhánh ở Sài Gòn không cô? Tại sao cô vừa đi quá? Dạ. Không có. Mở một chi nhánh, nếu mà sau này mở chi nhánh Sài Gòn thì cô nhớ gọi con nha. Ờ, gọi con hả? Cổ đông cô. Cô có biết là bánh xèo Bình Định mình ở Sài Gòn là nổi tiếng lắm không cô? Nổi tiếng là Bình Định vô bé. Dạ, đúng rồi. Rồi, cả bánh xèo tôm nhảy nữa nè. Tôm nhảy là bánh xèo dân miền Tây hả? Mấy bánh xèo tôm nhảy là chừng kéo đó con. Ui, ăn không rồi. Tả chua này. Nhưng mà mình tin chắc có một điều rằng bánh xèo ở Bình Định khó có được như là ăn ngay tại đây. Đó là cái tươi của mực. Đúng rồi, mực tươi á. Ở Sài Gòn thì bánh xèo Bình Định rất là ngon rồi. Nhưng mà cái mực tươi như ngay tại bờ biển mà đưa vào đây thì rất là khó. Trong đó nên bé còn thấy là con ở trong đó bây giờ cô dùng ở đây là mực 3 ngón tay ấy. Thì vô trong Sài Gòn cái làm chân đấy. Lấy dùng cái mực bự vậy luôn. Nhà bán Diễm bán mực bự vậy cắt làm bánh xèo các bạn. Ui thơm quá. Rồi lấy mẹ cái bánh luôn nha. Dạ. Bỏ tô rồi bỏ thêm một cái nữa. Anh.
Thì đừng hay biết về chương trình. Cô hãy cho con thử một con lấy ra con thử thử nó có bị khác tí lòng con có dính lấy được không con? Con mình phải học nghề luôn nha các bạn. Để nó hết cục nữa, còn đi dứt, còn dọn nữa, dọn thứ nữa. Chưa chưa được. Phải dọn thêm. Cái con thức ăn nó hơi mềm mềm vừa vừa. Thôi được rồi, thôi mềm cách. Nó mềm mềm vừa vừa. Đây đây, rồi còn dứt này. Cô có biết chính xác là Quy Nhơn mình có bao nhiêu phố ẩm thực không cô? Hai phố ẩm thực. Một cái ngồi kia nữa. Cái chỗ là Ngô Lân Tôn. Sao con tìm hiểu một số thông tin ở trên mạng thì có chia sẻ là ở Quy Nhơn có khoảng gần 10 phố là có chuyên về ẩm thực. Đó là em chỉ còn biết là cái chữ ẩm thực như vậy là. À, nếu mà có ghi bảng biển đầy đủ là 2. Đúng rồi, đầy đủ là 2 đúng không? Ôi ơi. Ví dụ chẳng hạn như là cơm ấy hay cơm gì vậy? Trời ơi, ở đây là bây giờ cái này là một dĩa này. Cô rồi. Cho con thêm một dĩa này nữa cho hai anh mà đang chạy xe chở tỏi cho con một dĩa như vậy nữa. Đây này nữa rồi rồi. Dạ. Rồi. Đây các bạn coi hấp dẫn chưa? Đây, mình sẽ đưa cái này cho em. Đúng rồi. Anh Tú ơi. Đây. Ăn bao nhiêu đây có sức rồi lái cái xe về. Đây không? Đây anh Tú. Mực tươi. Mực tươi. Quy Nhơn nó vừa đẹp này, đồ ăn ngon mà giá lại hợp lý mà các cô lại bán rất là gọn gàng sạch sẽ. Người dân mà lại hòa đồng vui vẻ thân hoan mến khách. Đúng rồi. Rồi đây. Cô có ưu ái cho con không mà con thấy mực to đó, quá. To quá, ưu ái rồi không chắc cũng quá chút đỉnh mà còn vẫn con. Chút đỉnh một tí thôi. Đúng rồi. Không được đâu. Để nó lỡ đuôi chút còn tao nữa là con không được. Dạ. Nó lỡ đuôi chút. Ở đây là hành lá, hành tây. Lá, hành tây. Cái này là bánh mà không nhân hả cô? Nhân chứ, cái này là nhân bò. Bò mình xào trước mình để lên sau. Rồi, rồi, lên sau. Tại sao mình không bỏ vào chung luôn con? Chung là nhiều khi mình ướp nó ra cho hơi đen, ướp được á, không tích được á. Đây sợ đen mất. Thường thì con thấy là bỏ bò chung với bánh xèo làm luôn một lần. Cái đó là người ta họ không ướp, không ướp là thịt bò tươi không ăn ướp. Đây, đây là cô còn nhiều món lắm. Và kế bên cũng là nhà cô luôn là cái quầy quầy nước. Dạ. Cho em 2 ly nước 5 ly nước ép bưởi. Chị gái ơi. Chị gái nguyên chất giùm em nha. Em đang giảm cân. Tốn hả? Nguyên chất tại đây giảm cân. Ở đây là mình dùng cái gạo tươi xay ra luôn con. Gạo xay. Nhưng mà con ở đây mình sẽ không bỏ nghệ đúng không con? Không, không bỏ. Ở trong miền trong ngoài đúng không? Miền Tây con là dùng nghệ với lại nước cốt dừa nữa. Cốt dừa đúng rồi. Rồi nhân thì có củ dừa với lại thịt vịt bằm. Để vậy? Dạ. Con thấy trong chảo này nè, thịt nạc này, chút giá, một quả lý, đi tôm. Dạ. Con thấy trong chảo này. Tùy vùng miền nghe con. Thấy nó ra chuồng bát 30.000 cái. Dạ. Mà cháo bự vậy. Em ơi, bự to như này con này. Người lại nhà hai người ăn một cái vậy á. Dạ. Rồi chút cút đây. Đây 25.000 mà chất lượng 20 cái này 20.000. 20. Chỉ riêng cái mực là 25 thôi. Ôi. Không chỉ là Bình Định đâu, nhưng mà mình đang ở Bình Định nổi tiếng về bánh xèo, nhưng mà thực tế là mình đi Quảng Ngãi này hay là một số tỉnh thành khác như Phú Yên thì cũng có bánh xèo mà có cái chất lượng về hải sản rất là ngon luôn, tôm mực là tuyệt vời luôn. Các bạn thấy là cô làm cái bánh xèo đây thì cô cho hơi nhiều dầu vô một tí, nhưng thật ra là nó chỉ vừa đủ để cái bánh nó chín xong rồi mình lại chắc ra đúng không? Chắc ra thì nó cứ mềm, nó trong đó mềm, còn chung mình cho dầu nhiều chút rồi nó hơi giòn cái bánh. Dạ. Nhưng mà đặc trưng miền Trung mình là cái bánh sẽ nhiều dầu một tí. Nhiều dầu. Dạ. Nó giòn nó ngon. Còn những họ thích ăn rau lúc mình mềm thì có lúc mình vừa đổi dầu chút. Nhân tiện là mình đang nói về Quy Nhơn là một nơi rất là tuyệt vời ấy, thì cô có thể chia sẻ là cô là người dân Quy Nhơn á, cô cảm thấy như nào khi mà sống ở thành phố này cô? Chung là mình may mắn hả? May mắn. Về Quy Nhơn á cô? Quy Nhơn thì mình bán nói chung là giá cả thì phải chênh, nói chung là khách địa phương cũng như khách du lịch. Dạ. Mình bán là nói chung là ủng hộ mình cũng rất là vui mừng. Cô nhưng mà cô thì cảm thấy như thế nào về cái cuộc sống ở đây cô? Vui ạ. Cô có hay đi thể dục ở bờ biển không? Cô ít đi lắm, cô đi ạ. Ít đi lắm à. Ít đi, cô đi. Cũng làm thuốc không hả? Thuốc à. Dạ. Thể dục cô ở trên kia, cô đi ở nhà. Thế cô đi, không xuống dưới biển đây, đi biển đây.
từ nhà ra biển có 50 mét thôi mà cũng nhà chỗ khác nhưng mà thuê mặt bằng ở đây. Bà chú mình người làm. Cô là người làm. Người làm. Nếu mà biển người dân ở đây là sạch nhất. Vì đây là vũng tàu rồi không bao giờ mà lại cạn nữa giờ tắt còn mấy biển kia nó sâu quá. Vậy là sinh ra người dân luôn hay sao? Sinh người dân mà chị vô vũng tàu chị chơi chị tắm cỏ chị tắm hái rồi chị đi hết rồi. Thế là mình tự hào về bãi biển người dân. Thứ nhất là không tốn tiền là tắm là tắm không có tốn tiền chị vô trong không có tốn nhưng mà tắm. Cho nên chị ở gần. Nhưng mà chị có thể chia sẻ là thời điểm nào đi biển Quy Nhơn là đẹp nhất chị? Là biển mùa hè. Mùa hè. Bắt đầu từ đây trở lên. Từ đây cho tới hè luôn. Từ hè từng học sinh mà vô học rồi là những vết người học sinh đến học rất là vấn đề. Còn bây giờ sáng hôm nay là đường cái nó ướt là tận vui lắm. Vui lắm con. Dắm đường Nguyễn Tất Thành này. Ướt đường á tại đi dập nhiều quá nhiều quá. Dập đi. Con có 5 giờ á là có xuống cái lục biển này quay kịp lắm. Mà đi tới dục rồi lắm biển học kịp lắm. Mỗi lần mà công ty nó cho đi Vũng Tàu là biết bao nhiêu công trình nào là xe nào đang uống bao dù này kia chỉ có một lần tắm một ngày còn đang mình có đây ngày nào cũng tắm luôn ngày nào cũng tắm luôn. Nhưng mà chị mà làm công ty ở đây thì ở là công ty cho nghỉ dưỡng du lịch là biết du lịch đâu du lịch tại Quy Nhơn luôn. Như đó giờ đi bò quá trời coi sao đi táo chưa táo là một ly trong tố xay thơm quá cô ạ. Thế là bây giờ đủ của con chưa? Đủ còn 2 cái bò nữa. Dĩa đi con. Rồi đưa dĩa, đưa dĩa đi. Thêm dĩa nữa, làm 2 cái bò nữa. Cái là nóng nữa. Cô thích ăn mềm mềm không? Cô làm mềm mềm. Dạ vừa phải. Vừa phải mềm nó cũng không ngon. Mềm quá cũng không ngon. Cô mềm quá ăn nó ớt. Ôi, cô đổ bánh ở đây thì bình thường là sức của cô là cô ăn được mấy cái cô? 2. Một, nếu cô thì ai là 2, cô ăn là 1 cái à? Cái rưỡi rồi bên 2 cái không hết. Là cô hứa cái mùi là cùng là 2 cái. Cô ngửi cái mùi giọng, cô ngán luôn. Chỉ còn dạ rồi, là 2 cái, 1 cái không nghe nhắm nữa. Dạ, 1 cái. Ui, đây này. Không cần cái gì ở nhân đồng. Ai mà có ăn chắc thì ăn hết. Dạ. Nó xong rồi, cũng rau rồi, cũng nước mắm. Thì dầu rồi, cũng rớt rồi này, vừa vàng đây rồi, 2 cái dĩa rồi, nó cũng cái xì. Cái bò đó. Cái bò. Đây, con chụp tấm cô đầu bếp một cái hình nha. Sao mới có 5 cái à? Còn cái nữa. Đây, còn cái bò nữa chị ạ. Thơm quá các bạn ạ. Thơm quá sao? Thơm là cá hành tây cơ. Cái mực này nó tươi mà nó căng luôn này. Tươi canh gà cho sao? Nó canh gà. Nói chung canh gà. Hôm nay là có bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô thì năm nay cô sinh 69 á. 69 55 thế là cô cũng chưa tới 60 mà cũng gần bằng với tuổi của mẹ Phạm Dũng đấy. Chưa cô lấy. Đây cho cô chào con một tí nha. Để vậy cho nó đều ra. Đây. Bò lên. Hết bò luôn hả cô? Còn đang trong cái kia nhỏ xào nữa chứ rồi. Đây. Dĩa thành phẩm. Tổng cộng là bao nhiêu tiền cô? Tổng cái đây là 6 đai 120 thêm cái đây 5.000 là 130. 130. 130 dĩa. Một dĩa 130 là 206. 206 chưa tính dạ thì mình tráng. Bánh tráng thì riêng. Bánh tráng thì mình sẽ tính riêng. Bao nhiêu ạ? 10.000. Có 5 cái 10.000. 5 cái là 10.000 nha các bạn. Còn nước ép đây bao nhiêu một ly chị? Ép là bưởi này que là 30. 30 nhưng đây, giá rất vừa phải chăng luôn nha các bạn. Bây giờ là con cảm ơn cô nha. Con ra con ấy đói bụng quá. Đây dùng anh nha. Dạ. Cảm ơn con đây nghe. Đây là 6 cái bánh xèo Bình Định của anh em mình những bạn. Nhưng mà phải nói rằng cái cách làm bánh xèo của người Bình Định những bạn làm cho mọi người có cảm giác là cái topping nó cực kỳ nhiều luôn. Và bên cạnh là một cái dĩa rau mà cũng rất là tươi luôn nha các bạn. Đó, thơm có mùi thì là nữa này. Nhưng mà trước khi ăn thì mình phải làm một ly nước này các bạn. Yo. Mời các bạn nha. Đây là nước ép bưởi nha. Bưởi da xanh không? Rất là ngọt. Đã quá. Uống mà không bị đắng, không bị the, ngọt. Tỉnh người luôn á. Đây, anh em mình đây anh Dũng là có chén nước chấm nha. Hai vị muốn chén chấm nhỏ đã. Đấy, mà các bạn thấy là cũng ít nơi mà Diễm đi ăn bánh xèo mà người ta cho luôn cả cái kéo để Diễm hỏi làm gì là để cắt cái bánh ra, tại vì cái bánh cái topping nó nhiều quá. Đấy, như cái này nè các bạn này, các bạn coi rất là nhiều bò luôn nha. Đây nè, mà 20.000 thôi, chỉ có 20.000 một cái thôi. Còn như cái mực này á, đây, cái mực này bự nè,
Bánh mực bự này vậy thì là 25 ngàn. Đó, nếu mực là 25 ngàn nha các bạn. Ngon quá. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đầu tiên là phải ăn mực trước. Anh dùng cái đuôi nha. Hoàng Diễm làm cái khoanh trước đã. Đấy. Cái nước chấm ở đây thì nó sẽ hơi loãng loãng vậy một tí nha các bạn. Mời cả nhà nha. Mực giòn ngọt. Cực kỳ ngon luôn đúng không ạ? Để mình thử một miếng nha. Tranh thủ lúc nó nóng ăn mới ngon các bạn ạ. Rớt mấy cái đũa rồi. Chờ tí nha. Đây, còn là nhiều topping lắm các bạn. Đây, mình xin phép ăn miếng này nha. Vô. Vô. Mời các bạn nha. Ngon á. Giòn á. Rồi. Nước mực nó giòn á. Mực tươi á. Thực ra là các bạn cuốn, nếu mà mình cuốn bánh xèo với lại bánh tráng các bạn, mà mình cuốn nguyên cái mà có cả mực á, các bạn yên tâm là không có bị dai nhách đâu. Mực rất giòn và ngon luôn. Ủa, ăn miếng mực và tính người lắm bạn. Ngon lắm không? Hôm nay là anh em mình dành hết thời gian để đi thăm các hộ dân ở ngoài đảo Lý Sơn và mua tỏi. Sau đó là chỉ kịp ăn đúng một chén cơm thôi mà không đủ thời gian để ăn chén thứ hai. Mình phải lên tàu để về Sài Gòn, không là trễ tàu không vào đất liền được các bạn. Hôm nay dùng cái từ chính xác là chạy đua với thời gian. Thì các bạn có thể xem chi tiết cái hành trình mà Diễm đi thu mua này, gặp gỡ bà con này, thậm chí là năn nỉ bà con mà để lại tỏi như thế nào trên kênh Phan Diễm Vlog nữa nha. Kênh của Diễm là sẽ chuyên là giới thiệu những cái mặt hàng mà Diễm đang bán hết, cho nên là nó sẽ quay nhiều video hơn là trên kênh Phạm Dũng. Kênh Phạm Dũng thì cái nhiệm vụ chính vẫn là quảng bá ẩm thực, chia sẻ tới các bạn. Đây, hơi dày, hơi xấu rồi nhưng mà cái này mình thấy cái cuốn bánh xèo này giống mình quá. Thôi mời cả nhà nha. Nhưng mà được cái là cái bánh tráng này nó dẻo ấy. Cái nước chấm này thì vẫn là cái nước sốt đậu phộng ấy, nhưng mà họ làm là nó loãng hơn là bình thường. Bình thường mình ăn cái nước sốt này nó sẽ rất là sệt nha. Cô ơi, cô hỏi con ngon ngọt, chất lượng thật sự các bạn. Em nghe bảo đời thật á. Mình đi nhiều phố ẩm thực rồi thì đôi khi nếu mà trước đây nha, mình sẽ có tâm lý là phố ẩm thực thường người ta sẽ làm đồ hơi chung chung một tí, nhưng thực ra thì em thấy là bây giờ mình đi phố ẩm thực nào, ví dụ như Hồ Thị Kỷ này, hay là mình đi tới đây này, em thấy là một bà con mình làm đồ ăn cực kỳ chất lượng luôn nha, và nó mang đậm nét theo kiểu là chuẩn vị ấy. Đặc trưng ấy. Tức là đôi khi là mọi người bán ở các cái nơi mới hay là nơi du lịch đi, thì đôi khi là mình sợ ăn nó không đậm đà, nó không đủ để thể hiện hết được cái độ ngon của món ăn. Tuy nhiên là rất là may mắn cho team Phạm Dũng khi mà mình tới các cái phố ẩm thực đã từng quay trên kênh Phạm Dũng, thì hầu hết các món ăn ở đó đều rất là chất lượng và đúng được hương vị, đủ để cho tất cả mọi người khi mà ăn thì sẽ cảm nhận được cái món ăn nó ngon như thế nào. Cái bánh này á, đặc trưng là nó sẽ hơi nhiều dầu một tí, nhưng mà Diễm chắc chắn là các bạn tới đây ăn không bao giờ làm các bạn thất vọng đâu. Nhưng mà cái đây là cái bánh này là thịt bò này, nhưng mà Diễm thích cái thịt bò này tại vì cái bò này có một tí cái trứng lòng đào này Dũng này. Em chào anh chị, chào gia đình ạ. Gia đình mình ở đâu ra ạ? Em cảm ơn nha, em vừa mới mang về. Dạ. Em cảm ơn nha. Anh chị ở chơi được lâu không? Đó. Dạ, mua một cái cô vừa là nhân viên, em có tặng chạm chéo cho chị không? Đúng rồi, thế là đúng rồi đấy. À, em mới về tỏi Lý Sơn ấy. Anh chị mà có mua tỏi Lý Sơn về bên kia thì cũng ghé cửa hàng. Bán
khô mực à? Mà có hả? Còn chị thấy chị nó ngon không làm chị thất vọng đâu, hàng loại một luôn. Dạ. Chị về chị ngâm làm gỏi cũng được này, hoặc là chị xào này, hoặc là mình hầm xương thịt đấy. Dạ, đúng chị. Hôm qua bắt đầu gặp em. Ôi, nói là em đi đâu mất rồi. Dạ, em đi qua. Đi bữa nay đi ra đây gặp. Không gặp tại cửa hàng Phan Diễm. Còn cái đi. Dạ. Hôm qua là đòi gặp ở cửa hàng ở Sài Gòn nhưng không được, tại vì Phan Diễm là hôm qua đang ở ngoài đảo cơ. Đây, chị đứng đây nha. Gặp ở Quy Nhơn. À, đây để thấy được bà con Quy Nhơn mình luôn. Hello. Em ơi, thôi đi, em bóng cũng được. Đây, đây. Em cảm ơn. Chụp em nữa nha. Đây 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 anh ơi. Chụp đuôi. Quay 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 cười lên. Em chụp cô nhé. Bây giờ chị mang xong rồi chụp em. Bây giờ mình chụp quần gì mới. Dạ. Chụp có tâm lắm luôn này, chụp thấy nhiều kiểu luôn á. Chạy 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 chạy. Cảm ơn chị nhiều. Nhà đăng ký, đăng ký con trai Diễm. Cảm ơn chị. Về nhớ đăng ký Phan Diễm nha các bạn. Chào các bạn. Diễm rất là vui. Các bạn thấy những khoảnh khắc nãy giờ các bạn thấy đó, động lực rất là lớn. Thì bản thân Diễm với anh Dũng là cố gắng. Hành trình giống như là hành trình đi Lý Sơn lần này cũng vậy. Mình đi Lý Sơn lần này là thực sự là vì muốn có một cái chuyến đi nó trọn vẹn này, ý nghĩa này, và một mang về cái sản phẩm chất lượng để phục vụ cho mọi người yêu quý mình. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái bánh xèo. Cái này là 20 ngàn đúng không bạn Diễm? Cái này là 20 nha anh Dũng. Bò và trứng cút. Đúng rồi. Anh Dũng có thể ăn thử một miếng thịt bò trước cũng được. Đây, cái này bò thì Diễm cảm giác là đã hơi xào xào, có một tí xả gia vị anh Dũng. Mời các bạn nha. Đây, mời các bạn nha. Cái này thuốc tô cơm trắng. Cô bảo đây, vậy là no rồi mà còn thiếu gì nữa. Đúng là như có một vị khách nói rồi đây, đúng vào trong phố ẩm thực này rồi là đầy đủ hết đồ ăn ở quận Quy Nhơn rồi. Cái miếng bò nha các bạn, nó không phải là dai nhách đâu, dai vừa đủ ngọt, mà cái hương vị của cái xả nữa nó hòa quyện lại. Thực sự là mình nghĩ rằng cái này ăn với bánh xèo thì quá tuyệt vời rồi, nhưng mà làm một tô cơm thì nó còn đã hơn nữa. Nhưng mà anh cũng thấy không, cái bò này á, mình cảm giác là cô ướp rất là đậm đà nha. Đây, Diễm cho vào bánh xèo này, bò này. Mà khi mà mang ra đây á, là người ta cho mình một dĩa rau rất là chất lượng luôn này. Dưa leo với lại cả các loại rau thơm, xà lách. Đấy. Ra một tí nữa thì Diễm sẽ cuộn cho anh Dũng ăn, nhưng mà cuộn thế này nè anh Dũng này. Ăn nó rất là hài hòa luôn. Anh Dũng muốn thử không? Ngon lắm. Hay là mình xin phép thử cái này nha. Tại vì mình quyết định ăn là thứ nhất là thèm, và thứ hai một điều quan trọng nữa là bạn Diễm cuốn cái này rất là đẹp. Đây, cái này là của Diễm này. Bánh này, bò này, tí trứng lòng đào này, rau. Bên này là sẽ có xà lách nè, dưa leo nè. Nhưng mà anh Dũng biết không, khi mà mang cái tỏi Lý Sơn này về trên hành trình đường về nha, thì một món nữa mà Diễm nghĩ tới á, đố anh Dũng là món gì? Món bánh hỏi cháo lòng. Đúng rồi. Mình thích cái quán ở ở Phú Yên ấy, mà thật sự các bạn nấu chấm ở đó mà cuốn thêm cả cái tỏi rồi thịt luộc vô á, chấm hết luôn á. Thực ra là mình thấy cái tỏi này, đặc biệt là tỏi Lý Sơn thì nó rất phù hợp với thịt luộc, cá hấp. Vô. Vô. Mời các bạn nha. Chấm vào nước sốt này. Ngon. Ngon quá. Cuộn thì nó hài hòa đúng không?
mà mình thích cái cách á, bà con ngoài này sử dụng cái bánh tráng này, nó dẻo, nó không có bị gãy, không bị khô. Được rồi ha. Mình đang nhai, nó đúng là quá ngon. Không có điểm gì để chê luôn á. Nhưng mà mình một tí nữa anh Dũng đang tiếp, nhưng mà mình muốn tặng anh Dũng riêng cái miếng con cơm này thôi. Cảm ơn Diễm nha. Tặng là phải ăn luôn. Cơm này Diễm cảm giác là cô lựa giống như cơm lột hay sao á. Mềm lắm. Nó mềm mềm. Mềm thơm mà ngọt thịt. Mẹ của mình là cũng cực kỳ thích cái tôm lột nữa. Còn đây này, cái đuôi mực này. Rồi. Ăn cái này phải bóc tay luôn nha các bạn. Mình nghĩ là sau khi ăn xong sáu cái bánh xèo này, bạn Diễm mà cũng no căng rồi, không còn đủ sức để đi hết cái phố ẩm thực này nữa. Đi tiếp chứ, tìm theo một món là cũng được em đúng không ạ? Cái này nhiều đồ ăn ngon lắm các bạn. Mà mình thấy mê tới mức mà bây giờ Diễm đang định là cuốn hay một cuốn nữa này. Cô là nhúng nó là ướt rồi nè. Cái bánh tráng này là mình rất là dễ cuốn luôn. Không có bị rách, không bị vỡ. Nó mềm dẻo các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái nhược điểm của nó là nó hơi dày quá. Nó dày. Nó mỏng thêm một chút nữa thì mình khi mà mình cắn cái bánh xèo nó sẽ dễ hơn. Đây các bạn thấy là nó dày đến mức mà bây giờ hai cái nó đang dính lại với nhau nè. Thì Diễm sẽ lấy một nửa thôi. Đây là hồi nãy bà Diễm cuốn hai cái. Đó, cuốn vậy cũng được, cuốn vậy cũng được. Nó hơi dính lắm. Dạ, nó hơi dính quá. Dính nó dẻo quá. Dạ, nó dẻo quá. Dễ quá cũng là một cái nhược điểm. Đây này. Hay là hồi nãy bạn Diễm cuốn hai cái á? À, không, anh Dũng một cái á. Cái đầu tiên là hai cái nên là nó khá là dày. Nãy giờ mà còn nóng hổi luôn nè. Một con tôm này ngon quá à. Tôm lột quá bạn. Cho một tí rau lên nha, cho đỡ ngán. Đây, mời cả nhà nha. Mình nghĩ là trong thời gian khoảng 5 năm nữa thôi là ẩm thực này, du lịch Việt Nam mình thế là cực kỳ nổi tiếng và bùng nổ trên khắp thế giới rồi các bạn. Tại vì với cái tần suất di chuyển và khám phá của Phạm Dũng trong thời gian vừa qua thì mình nhận thấy rằng khắp nơi trên đất nước mình luôn, từ các cái cảnh quan này cho tới các cái món ăn này đều đang được cải thiện rất là nhiều luôn. Thì đó cũng là cái lợi thế để mà thời gian tới đây thôi là nó sẽ đi vào ổn định và phát triển mạnh mẽ luôn bạn nhớ mà. Tại vì cảnh Việt Nam mình là đã đẹp rồi, bây giờ làm sao bà con mình mà cùng chung tay là phát triển và luôn giữ vững được phong độ đồ ăn ngon là thế nào, phải đông khách các bạn. Bạn Diễm còn đủ sức ăn nữa không? Hay đầu hàng rồi. Ngon nghỉ mệt uống nước bưởi các bạn. Ngon quá. Đây, vô. Làm cái nước bưởi này xong đó mình sẽ chuyển sang món khác. Vô. Dạ. Không đắng luôn kìa. Ngon lắm. Nước bưởi này là tuyệt vời đó. Cô là hình như là đang còn tráng nữa này. Mình lại gặp cô đi. Bánh xèo là ngon tuyệt vời luôn cô ạ. Ừ, hai cái nữa cô nghĩ là từ từ tráng nữa. Dạ. Nữa. Cô cứ tráng từ từ thôi. Khi nào khách rồi. Đông thì mình mới tráng nhiều. Ở đây cái địa chỉ của mình là bao nhiêu vậy cô nhỉ? 22 Ngô Văn Sở. Em quay lên cái bảng. Đây quay đi. 22 Ngô Văn Sở.
phố ẩm thực Quy Nhơn, ngay đối diện bờ biển luôn. Rồi. Cảm ơn cô. Ngoài bánh xèo này, nhà cô là hình như là còn bún phở, bún phở cơm, rồi có cả nem chả ché nữa. Rồi. Rồi đặc biệt là một cái quầy nước giải khát là tươi ngon ở bên kia luôn. Nên là các bạn vào phố ẩm thực này là cứ yên tâm thưởng thức. Rồi. Cảm ơn cô. Rồi. Cảm ơn chú Hoàng Dũng. Khu vực dưới này là có cơm gà da giòn. Mà mình nhìn chữ da giòn mình lại cứ nghĩ là chữ Sài Gòn. Đây là món bánh canh chả cá. Bánh canh chả cá hả cô? Cho con một tô bánh canh chả cá nha cô. Hấp dẫn quá. Là một tô. Dạ, cho con một tô bánh canh chả cá. Coi một lọc và một gạo. Cho con bột gạo. Đó. Sợi bánh canh. Bên này là các cô đang cuốn cái gì thế này? Này là chả cá. Cái giòn giòn đó là bánh đập chả ram ạ. Cũng bự luôn hả? Cuốn vậy là 10 ngàn. 10 ngàn. Còn tô bánh canh là bao nhiêu ạ? 15 ngàn. 15 ngàn một tô bánh canh. Cô là bán bình dân. Hấp dẫn quá. Một bừng ơi. Con xin. Cảm ơn cô. Bé 40 ngàn bé. Ta đã cuốn bà này. Con nhá một cuốn. Đang có vé đang cuốn chị này. Hồi nãy anh Dũng nói là mình cuốn bằng con bún chả. Cuốn của chị này còn bự hơn của mình nữa. Đây, bây giờ đi ra làm tô bánh canh các bạn. Ăn là nêm đồ chấm ở đây hả cô? Đây 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 con. Và một cá gì cũng có. Muốn ăn cây ăn gì vậy bà? Cảm ơn cô. Ở đây là vừa bánh canh này, vừa vịt lộn này, vừa cuốn. Nhưng mà cái cuốn vừa rồi thì gọi là chả cá cuốn hay là cái gì đó? Mà lại có cả cây chả ram nữa. Gọi là bánh tráng cuốn chả cá chả ram. Mà Diễm thấy là cuốn bằng cái cổ tay của Diễm luôn các bạn ạ. To thật. Đây, ở ngoài này thì Diễm thấy đặc trưng của bà con mình miền Trung là có cái loại nước chấm này nè các bạn này. Cái ớt mà kiểu xào vô gần giống như sa tế. Đấy, hồi bữa đi ăn do là cũng có. Mình vừa mới ăn bánh xèo xong mà bây giờ làm tô bánh canh là cũng hợp lý các bạn nhé. Miếng nước mắm. Đây, mời cả nhà nha. Diễm sẽ cố gắng thưởng thức nhiều món ở phố ẩm thực này để gợi ý với các bạn luôn. Tô này nãy nhờ cô nói 15 ngàn. 15 ngàn. Nhiều chả cá lắm nha các bạn. Bao nhiêu đây bún này. Nhiều mà. Mời cả nhà nha. Đúng là ăn cái gì dầu mỡ xong á, mình làm cái loại có nước á, nó sẽ không có bị ngán các bạn. Ăn miếng chả cá. Hôm nay khi mà Diễm lên video á là rất là nhiều đơn chả cá ở tỏi Lý Sơn, ở Lý Sơn á đặt hàng. Là ngày các bạn xem video này là qua ngày hôm sau là chả cá có mặt tại Sài Gòn nha các bạn. Ngon quá. Cái sợi bánh canh này cảm giác là nó to như sợi bánh canh ở Sài Gòn thôi chứ cũng không có khác biệt về cái sợi. Nhưng mà mình nghĩ cái khác biệt lớn nhất đó là cái nước lèo và cái chả cá. Cái chả cá thôi nhỉ. Quan trọng là cái chả cá này nè. Chả cá ngoài này các bạn biết là Quy Nhơn rất nổi tiếng về chả cá luôn. Chả cá ngoài này rất là ngon. Nhắc về Quy Nhơn Bình Định thì còn hai món bình dân nữa mà các bạn nhất định phải thử, đó là cái tré trộn và cái thứ hai nữa là chả ram tôm đất, đặc trưng ở Bình Định Quy Nhơn. Này phải vừa ăn vừa thổi đó các bạn, nóng lắm. Ăn hết này chắc là Diễm sẽ đi thêm một vòng nữa xem là còn cái món nào nữa thì lại tiếp tục chia sẻ với các bạn nha. Ở đây là có bánh canh chả cá Quy Nhơn nhưng mà có cả dầu heo nữa này. Khi nào khách ăn là mình sẽ làm nóng từng tô chị ạ. Đúng rồi. Tại vì mình bếp điện ăn mình phải giữ nhiệt này. Dạ. Khi mà khách đông là em sẽ nấu, em sẽ múc trực tiếp luôn. Còn bây giờ nó thành phẩm rồi mình phải giữ nhiệt này, múc luôn. Một tô là bao nhiêu chị? Dạ, tới bên thập cẩm là 50 đó. 50.
nấu là cũng khá kỳ công đó chị em. Vì năm mươi vậy thì em nó chín lâu lâu chút xíu. Còn nếu gạo là phải. Lâu này 50 đây chị ha. Rồi. 50 tới pin đập chậm ngon. Tại vì nếu mà chuyện ra là đã 35 nghìn rồi. Thôi 15 nghìn là mang tấp pin đó rất là nhiều. Tô thập cẩm như này là đầy đủ luôn là 50 ngàn. Ăn đến đâu là chị sẽ nấu nước lèo riêng từng tô đến đó. Cái này làm cho mình nhớ tới cái món bún nước lèo của bà Ánh Cua ha. Ngon mà. Đây, trời ơi. Vì khách đó là cũng dè chừng lắm chị. Mình sẽ làm thử cho họ một tô rồi họ cũng mới gọi. À. Là mùa hè bọn em bán cái tô thập cẩm nhiều lắm. Tại vì nó tương đối, nói chung là đây là phải. Nhiều khi mọi người còn không biết là nó ngon hay dạ, không, có nên ăn nhiều hay không. Nên là cho ăn thử trước một tô. Anh chị sẽ thử một tô trước rồi, hồi gọn một lần 10 tô nữa. Chất lượng tại vì chị ăn cái da không mà đại 35 nghìn rồi. Mình tới 15 nghìn là cá chả già, chả riêu, chả chiên, đủ loại. Để bà con mình đi du lịch là vào đây là yên tâm. Giá thì bọn em đã niêm ở trên menu rồi chị, cứ vậy mà tính tiền thôi. Dạ. Không ai tính lên nha. Cứ giá em biết đúng giá bán đúng thôi, rồi. Không sợ bị chặt chém. Không sợ luôn. À, cái sợi này nó cũng là lạ gì hết, sợi này sợi gọi là phở chị. À phở khô à? Dạ phở khô. Dạ. Tiếu nó tròn hơn. Dạ. Nhà mình khách sang nhà mình. Đúng rồi. À. Ngon quá. Tô này cũng là 50 ngàn luôn. Đấy, các bạn tới Quy Nhơn là đồ ăn rất là ngon, đa dạng nha. Đây luôn chị. Chào chị đâu chị? Chào chị. Ở đây là hôm nay là ngày thường nên là cũng không có đông lắm. Đúng rồi. Hồi nãy là mình thường là sẽ đông nhất khi nào vậy chị? Thứ 6, thứ 7. Thứ 6, thứ 7. Dạ. Hồi nãy cô bánh xèo có nói mình nhá, có những khi là đông nghẹt làm không kịp luôn. Có những khi là mình vắng khách là thấy khách đi ngang qua là hay mời, nên mọi người cứ nghĩ là bán không được nên mới mời. Không các bạn, tại hôm nay mình đang đi cái thời điểm này là đang giữa tuần á, thứ tư. Ở trong này Diễm thấy là rất là nhiều cái đồ nướng nha các bạn. Ở dưới này là có bánh khọt này. Sao lại nhiều tiệm bánh khọt vậy ha? Cái nhiều hơn đi. Bên này còn dạ, có bánh bèo, bánh bột lọc nữa nè. Bánh xèo, bánh khọt. Dạ. Bánh cá cô. Dạ. Nhưng mà phải nói là ưu thế của ở đây là Diễm thấy là bánh xèo với bánh khọt là nhiều. Bên này là đang có nhạc rồi, nhưng mà cũng hết đường rồi các bạn. Thì phố ẩm thực thì Diễm thấy nó cũng khá là gói gọn ấy, chứ nó không có quá là dài. Nhưng mà Diễm thấy là ngoài những món ăn ngon ấy, thì bà con ở trong này bán cái đặc sản để mua về làm quà cũng rất là nhiều. Nên là mình có thể tận dụng, ví dụ như là ngày mai là mình đi chơi xong mình đi về rồi thì tối mình vào đây mình ăn, thôi mình mua về quà, về làm quà luôn. Mình thấy là cái ngã tư này là đông nhất bạn Diễm này. Lại quay lại gặp chị rồi. Rồi đó, đây là nhà chị nè, đây là nhà đầy đủ chè, chị cứ vô đi ăn đi chè đi Dũng ha. Ui, quanh Tây đang ăn món gì thế này? Cá ăn nhỏ xèo. Thập cẩm. Trong này có chè, chắc là làm đi chè đi, đủ cho tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Bắt đầu là nó đi, nó làm bắt ngoặt. Em coi mình có chè thập cẩm này. Cho em một ly chè. Chè trái cây này ạ. Cho em một ly hạt sen. Cho dễ ngủ các bạn. Nhưng mà ít sữa nha chị. Dạ. Là em đang giảm cân. Nói mình đang giảm cân mà ngại luôn. Một ly là bao nhiêu tiền vậy chị? 20 đồng giá hết. Rồi, còn cái đây là 15 ở đây đồng giá khác. Phố của mình là bán từ mấy giờ vậy chị nhỉ? Từ sáng cho tối tối luôn em. Tức là phố này là mở cả ngày. Đúng rồi. Khuya thì còn không hay là tới không, tới 11 12 giờ chị hết rồi. Dạ. Có cả chè bắp nữa này. Đây, của em đây. Em cầm cho. Ơi để em ngồi đi, ngồi đi. À, mình ngồi bàn này luôn ha. Vừa nấu một cây kìa.
này của anh Dũng là chè hạt sen mà cho ít đá thôi, bởi vì nó vừa đủ mát lạnh thôi, nó không bị loãng. Sau khi đi dạo một vòng thì mình có một số điều đúc kết về phố ẩm thực này. Đầu tiên là phố này rất là rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn ngon, giá rẻ. Nhưng mà cái nhược điểm là nó hơi bé, hơi ngắn, tức là cái phố này không có lớn như những cái phố ẩm thực khác mà mình từng biết, vừa nhỏ gọn thôi. Và thứ hai nữa là các cái món ăn thì nó cũng trùng nhau khá là nhiều. Mình nghĩ là nên đa dạng món ăn và mở rộng cái phố này thêm một chút nữa. Dù có thêm mà nãy giờ đi là không thấy quầy hải sản tôm hùm nào. Ví dụ như chợ Hồ thì kỹ là có cả tôm hùm này kia nha các bạn, nhưng mà đúng là mình cũng không đi cố tuần đâu, không biết thế nào. Nhưng mà giá là Diễm ấn tượng là bình dân. Nhưng một cái này là các bạn thấy Diễm gọi một ly chè trái cây này, rất là nhiều loại trong này luôn, mà có 20.000. Đây này là bơ. Mình thấy buổi tối là nãy giờ là Diễm đầy đủ dinh dưỡng rồi đó. Mình thì sẽ thử xem là cái ly chè hạt sen này như thế nào. Thường thì mình hay chọn những loại chè mà nó mát các bạn, ví dụ như là chè đậu đen. Ngon không? Ngọt thanh, thơm cái mùi hạt sen. Cái vú sữa thế này. Chắc đây là lần đầu tiên ăn chè trái cây mà có vú sữa bạn Diễm à. Thực ra cái này gọi là chè hay là gọi là ly trái cây thập cẩm thì nó đúng hơn bạn nhé. Trái cây thập cẩm quá không? Xoài này, dưa gan này, sabuche này, thanh long này, bơ này. Toàn trái cây chất lượng không luôn. Anh Dũng thích sabuche này. Sabuche mình xin nha. Mời các bạn nha. Ôi, dưa gan nó bở ngon ghê. Trái cây chất lượng ha. Ngon quá. Mình để ý nha. Hồi nãy mình uống nước ép cũng rất là ngon. Bây giờ mình ăn một ly trái cây thập cẩm cũng rất là ngon, chất lượng luôn. Đôi khi cái sabuche này, nếu như mà mình ăn trong cái ly trái cây này, nó hay bị là có những miếng sượng hoặc là dập. Nhưng mà cái miếng mình vừa ăn là nó hoàn hảo luôn. Có cả đu đủ nè, mít nữa, nhiều loại ghê á. Chị này bán chè trái cây ngon quá. Ê mà các bạn, thực sự là cái chuyến trở về lần này mình cảm giác vui hơn rất là nhiều so với những chuyến trước. Đó là mình hoàn thành được những cái điều mà nó vô cùng đặc biệt. Ví dụ như khi mình ra Hà Giang thì mình đã lần đầu tiên trong đời mình và Diễm là xây được nhà tặng người dân, và sắp tới là sẽ khánh thành. Và thứ hai nữa là một cái mong muốn mà mình đã mong ước từ rất là lâu, khi mà biết về Lý Sơn đó là tỏi thì sẽ quảng bá nó rộng rãi hơn, và bây giờ là còn phục vụ được ngay tại Sài Gòn nữa. Thì đó là cái điều mà mình cảm thấy vui nhất trong cái chuyến đi lần này. Và chỉ còn một ngày thôi là mình và Diễm sẽ về với Sài Gòn rồi, thì cũng mong rằng mình sẽ có nhiều cái điều tuyệt vời hơn nữa gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng các bạn ạ. Hy vọng rằng các bạn nếu mà yêu thương Phan Diễm thì những mặt hàng mà Diễm đang phân phối, đặc biệt là củ dừa sấy khô này, rồi yến xào này, rồi hải sản này, cameo này, rồi mới đây gần đây nhất nữa là một sản phẩm tuyệt vời của Việt Nam mình luôn, đó là cái tỏi Lý Sơn, thì sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn nếu các bạn có nhu cầu. Còn không thì các bạn cứ ủng hộ tinh thần, như là gặp anh em mình ở ngoài rồi mọi người yêu thương như thế, đó là rất là quý các bạn ạ. Clip này thì chắc là mình cũng xin được phép kết thúc ở đây, tại vì sáng mai thôi. Anh em mình hẹn nhau là sẽ dậy thật là sớm để đi một cái hành trình là gần 700 km từ Quy Nhơn về với Sài Gòn, mà mình không thể đi nhanh được do là phải đợi chiếc xe chở tỏi ấy, nó chạy rất là chậm các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong cái hành trình ngày mai nha. Cảm ơn cả nhà nha. Nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578, và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận